63. Họa đến gần, họ già chợt kinh hồn. Việc vui tới, thánh ân liền tha thứ. Đã nói là Vũ Thôn chỉ mải uống trà, mãi sau mới nói: gần đây Phong Thanh nghe được những điều thực không hay. Ngày đầu bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc đều có sai. Lại nghe các quan địa phương báo lên, trong các quan gia đua nhau tụ tập bài bạc. Thánh thượng hết sức không vui, mới giữ lại tấu bản của các nơi, chưa chuẩn tấu, thực chưa biết ý tứ của người ra sao. Sau đó giọng nói nhỏ lại: không rõ mấy hôm nay chỗ Nương Nương có tin tức gì chưa? Giả Chính lắc đầu nói: cũng chỉ vì thánh thượng không muốn gặp đệ nên đệ không dám tự tiện vào cung đến bộ. Về phần Nương Nương cũng chỉ sai tiểu thái giám mang quà biếu vào hai ngày trừ tịch nguyên tiêu, tuyệt không có lời nào. Kẻ tiện này cũng không dám xin chỉ vào cung thăm hỏi. Nói xong liền ngửa mặt lên trời mà thở dài. Vũ Thôn có lời an ủi: tuy phải hết sức thận trọng trong lúc này, nhưng ngài cũng đừng nên quá lo lắng. Tổ tiên hai phủ Đinh, Vinh vốn phúc đức, thánh thượng lại là minh quân hiếm có, tất sẽ có những phán xét công minh. Giả Chính chỉ biết gượng cười. Hai người lại trò chuyện một hồi nữa, Vũ Thôn mới cáo từ. Tiễn Vũ Thôn xong, Giả Chính cứ trầm ngâm mãi. Giả Chính vốn là người nhân hậu, làm quan nhiều năm nhưng chưa hề tham ô. Tuy không dám nói là có công lớn, chỉ mong sao không có sai lầm. Nếu như cơ nghiệp tổ tông bị hủy hoại trong tay ta, thì sau này còn mặt mũi nào để gặp các cụ nơi chín suối. Giả Chính muốn sai người đi dò tin, nhưng lại sợ. Trong lúc nghiêm ngặt này, không khéo lại biến thẳng thành cong. Thực là chặt mối tơ vò, tiến thoái lưỡng nan. Tối hôm đó, Vương phu nhân kể lại tính ngỗ ngược của Bảo Ngọc với Giả Chính. Giả Chính bụng dạ nào mà nghe, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vương phu nhân thấy lạ và khó hiểu, nhưng cũng không nói nhiều nữa. Lại nói đến Giả Chân, kể từ năm ngoái mượn chuyện tập bắn làm đầu, gọi con em các thế gia đến phủ Đinh tụ tập bài bạc. Chỉ tính nửa năm nay, tuy chi phí cho tiệc tùng ca hát cũng không ít, nhưng mới tính sơ sơ cũng thấy bài bạc cho thu nhập khá. Vì vậy càng thêm hứng thú, ngang nhiên với Giả Dung cùng Giả Cần, Giả Bình, Gia Lăng. Mấy đứa cháu trong họ luôn lưu nhau làm chủ sòng bạc, cho vay nặng lãi, cứ 10 lạng bạc thu lãi 2 phần. Giả Cần, Giả Bình vốn nhà túng bấn, tuy đã được nhận vào làm tạp dịch trong hai phủ, nhưng lương tháng vẫn không đủ tiêu pha rượu chè hàng ngày. Giả Cần còn là người trông nom gia miếu, tiếc là mấy năm gần đây trong phủ chi tiêu tốn kém, Phượng Thư đã phải cắt xén rất nhiều tiền chi cho gia miếu cùng các việc bên ngoài. Gia miếu không còn là nơi thu hoạch béo bở nữa. Giả Cần không còn thấy lợi mà ham, nhưng bỏ thì lại tiếc. Nhận thì vẫn nhận, nhưng không quan tâm bằng trước nữa. Gần đây lại theo chân Giả Chân, Giả Dung, nên lợi lộc có phần hơn. Số công tử con nhà giàu có đang ở tuổi thích chơi bời, ưa vui vẻ, được tụ tập bài bạc ở đây, đều lấy làm thích thú. Thêm vào đó, Giả Chân vốn tính hào phóng, quản đãi chu đáo, xử sự rộng rãi, thu lợi vừa phải, nên mọi người luôn gọi là bằng hữu. Hàng ngày xe ngựa nườm nượp kéo đến phủ Ninh. Từ đó hội bạc trong phủ ngày một lớn mạnh. Ban ngày thì xinh xáo, ban đêm thì ca hát. Một tòa phủ đệ nguy nga đã biến thành nơi phong nguyệt. Việc này cả phủ đều biết, trừ mấy người là Giả Xá, Giả Chính. Đó là con đường sinh lợi cho Giả Chân, vừa đỡ buồn vừa có lợi. Giả Chân đắc chí mà quên mất việc khác. Vừa khéo gần đây lại vớ được cô bé nhỏ tuổi, yểu điệu thướt tha, dung mạo tuyệt trần. Cô bé hết sức nhanh nhẹn, đàn ca sáo nhị, dâm từ tuyệt khúc, thứ gì cũng tinh. Giả Chân lòng dạ hoan hỉ, lúc nào cũng muốn được cô bé hầu hạ. Một thời hai người như keo như sơn, vui vẻ vô cùng.
mấy cậu con nhà thế gia ở bên nhiều lúc đã thèm nhỏ dãi, tiếc là không có trong tay. Thấy Giả Chân độc chiếm mỹ nữ, lòng dạ khó chịu. Nhưng bì thế nào được với Giả Chân? Tiếc mình tài sơ lực mỏng nên đành phải nếm chịu. Nhưng rồi một hôm, có ai đó đã không giữ mồm giữ miệng để lộ tin ra ngoài. Vào một đêm, trưởng quan nha môn tuần phủ cầm công văn cùng lũ thuộc hạ vào lục soát bắt bớ trong phủ Ninh. Trước hết bắt bọn gia đình túc trực ở cửa lớn, không cho lũ hầu hạ ở hai cửa phi báo cho Giả Chân. Đoàn tùy tòng người ngựa xông thẳng vào trong, giữ luôn số người đang huyên thuyên trên mấy chiếc bàn. Bọn họ sợ đến kinh hồn lạc phách, không kịp tẩu tán số tang vật kia. Lúc này Giả Chân không có mặt, hắn đang ân ái vui thú cùng thê thiếp ở phòng khác, chỉ có Giả Dung và mấy người khác. Dung rất hoang mang khi thấy tuần phủ công sai xông vào. Dung đứng lên chào trưởng quan, mời ngồi và dâng trà, còn hỏi xem là có việc gì. Mấy người khác như Giả Cần, Giả Bình đều hãi hùng thất sắc. Vị trưởng quan sắc mặt lạnh lùng, không ngồi cũng không nhận trà, rồi phẩy tay cười nhạt, nói: "Không cần, Ninh quốc phủ thực ghê gớm, thánh thượng nhiều lần xuống chỉ cấm bài bạc, bọn ngươi lại dám kháng chỉ, ngang nhiên tổ chức sòng bạc, thu lợi cho vay nặng lãi, bọn ca kỹ ngày đêm hầu rượu phục dịch, thực là phóng túng vô độ, không coi vương pháp ra gì nữa. Nay hành lệnh của tuần phủ đại nhân đến bắt các ngươi lên công đường thẩm vấn. Liệu mà khai hết ra, ai cầm đầu ở đây?" Giả Dung run sợ, một mực nói là mình vô can, gia phụ là Giả Chân quyết định mọi việc. Còn nói nhiều lúc đã khuyên can cha, nhưng lệnh cha không dám cãi, bản thân làm việc theo lệnh. Viên trưởng quan nghe xong cười nhạt nói: "Đúng là một đứa con hiếu thuận." Trưởng quan lệnh truyền gọi Giả Chân, cho người thu gom các vật dụng để bài bạc tiền nong trên bàn, có 520 lạng cùng mọi thứ giấy tờ ghi nợ vay mượn khác. Giản Chân lúc này đang ân ái mặn nồng cùng cô bé nọ, bỗng nghe đứa hầu nhỏ ở ngoài báo có việc đó. Giản Chân trần như nhộng, lẩy bẩy run sợ, quần áo mặc mãi không xong. Vưu thị đang nằm nghỉ, bỗng nghe có tiếng huyên náo, đang định ngồi dậy xem sao thì thấy Ngân Điệp kinh hoàng thất sắc chạy sộc vào báo: "Ông lớn và anh Dung đã bị trưởng quan tuần phủ nha môn xích tay dài đi rồi." Vưu thị thất kinh, vội khoác áo ra khỏi giường, nghe Ngân Điệp kể lại mọi chuyện. Vưu thị vốn là người từng trải, lòng dạ tuy hoảng loạn nhưng vẫn còn được một chút bình tĩnh. Những định phải báo tin cho Vinh phủ, lại sợ đêm khuya kinh động đến Giả Mẫu, nên cứ thấp thỏm một mình chờ cho trời sáng. Vưu thị sai Lai Thăng đến nha môn dò tin, còn mình thì tìm đến Phượng Thư để bàn bạc. Lúc này thì người trong phủ Vinh đều đã biết chuyện. Giả Mẫu luôn đập gậy xuống đất, mắng Giả Chân không ra gì, bất trung bất hiếu, làm chuyện đại nghịch vô đạo. Lại mắng Vưu thị đần độn, không hiểu việc để khuyên can chồng con. Thấy Vưu thị khóc lóc sướt mướt, Giả Mẫu cũng sụt sùi nói: "Ta biết ngươi oan uổng, với tính khí đó, thằng Chân đâu có nghe lời khuyên. Còn ngươi, nếu thấy khuyên không được thì phải báo sang bên này. Ai dè cứ dung túng tận hôm nay để phải chuốc lấy họa lớn." Nói xong, nước mắt cứ trào ra. Giả Mẫu than thở: "Con cháu bất hiếu, tuổi già biết trông cậy vào ai?" Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn thấy Giả Mẫu tức giận thì đều im lặng đứng sang một bên. Riêng Giả Chính còn có tâm sự khác nên càng lo sợ hơn. Giả Xá, Giả Liễn đã nhờ vả bạn bè đi nghe ngóng tin tức các nơi. Nào ngờ mấy ngày gần đây, sát viện của Đô sát viện, tiết độ sứ Tràng An đều đã thay người mới. Họ không quen biết phủ Giả. Tuần phủ đại nhân cùng ba người vừa thăng nhậm, đang muốn làm nên một việc gì đó, nên mới cho khám xét các ổ bạc trong phủ các quan thần theo lệnh của thánh thượng. Ngay như Thủy Dung, Vương Tử Đằng, họ Sử là những người muốn giúp nhưng đều chưa dám manh động. Đúng là không nhờ cậy được ai. Giả Chính cũng hiểu hầu hết quan lại trong nha môn kinh thành đều được thay bằng người của Trung Thuận Vương,
Lần này Dạ Chân phạm trọng tội, án của mình vẫn chưa được xét rõ, nên lòng Dạ luôn luôn lo sợ hốt hoảng, trăm mối tơ vò. Lúc này lại biết tin xét xử đã xong, đã có tấu gửi lên thánh thượng. Buổi chiều có nhiều tiểu thái giám cùng thái giám đại tổng quản Hạ Thủ Trung đến phủ truyền chỉ. Giả Xá cùng nhiều người khác nhất thời hoảng hốt, vội lập hương án, mở rộng cổng lớn, quỳ tiếp thánh chỉ. Giả Chính lập tức vào triều bệ kiến, không được chậm trễ, khâm thử. Tuyên chỉ xong, hắng giọng vài lần, cũng không uống trà, quay người tiền hô hậu ủng đi luôn. Giả Chính phủ phục, vái lạy mấy lần, mồ hôi ra ướt sũng thân áo sau lưng. Chờ lúc Hạ Thủ Trung ra khỏi cửa lớn, Giả Chính mới đứng dậy, về phòng thay áo để vào triều. Người trong hai phủ vẫn chưa hết bàng hoàng. Giả Mẫu định thần lại, sai người mở cửa từ đường, cùng mọi người trong phủ vào dâng hương cầu khấn. Tế lễ xong, Giả Mẫu vốn tuổi cao sức yếu, thêm một ngày ba lần kinh hãi, lúc này đã hết sức chịu đựng. Uyên Ương bảo bọn hầu nhỏ đóng xe đưa Giả Mẫu về phủ. Mọi người thấy vậy liền theo đến để chăm sóc. Thấy Giả Mẫu nằm yên, không nói năng gì, chỉ sai Uyên Ương đấm chân rồi phẩy tay cho mọi người lui. Không nói chuyện, người người trong phủ Giả tinh thần bất định. Lại nói Giả Xá sau lúc về phòng đi đi lại lại hồi lâu mới gọi Giả Liễn tới và bảo: "Việc này hơi lạ, con đã nhìn rõ thần sắc của Hạ công công chưa? Rõ là âm dương quái khí, thế nào cũng có chuyện lớn." Giả Liễn nhăn chán nói: "Nghe tin việc của anh cả chân, nhân chứng vật chứng đủ cả đã xét xong, đó là chuyện xấu. Nếu bề trên trách tội thì đạo chỉ vừa rồi phải nói tới việc đó, đằng này lại triệu ông hai vào cung, thế là thế nào? Đầu đuôi ra sao thực là khó hiểu." Lại thấy Vượng Nhi chạy vào báo: "Người trong cung đến, nói là muốn gặp cậu Hai Liễn." Giả Liễn thất kinh, vội sửa lại y trang bước ra phòng khách. Ở đó thái giám Tiền Khả Thông trong Phượng Tảo Cung đang ngồi uống trà. Thấy Giả Liễn, Tiền Khả Thông chạy vội đến nắm tay cười nói: "Cậu Hai Liễn có tin vui đây." Giả Liễn hồi hộp vô cùng, chưa biết đó là tin gì, vội trả lễ, thăm hỏi Tiền Khả Thông rồi mới thận trọng hỏi nhỏ: "Không biết tin vui công công vừa nói là tin gì?" Tiền Khả Thông cười đáp: "Quý phi nương nương luôn thấy người mỏi mệt, chiều nay mời thái y tới khám mới biết đó là tin mừng." Thoáng nghe, Giả Liễn tưởng là mình nghe nhầm, đang đờ đẫn cả người thì lại nghe giọng Tiền Khả Thông thì thầm bên tai: "Người ta thường nói thánh thượng lên ngôi đã nhiều năm mà chưa có người nối dõi, nay nương nương đã mang thai rồng, thánh thượng mừng vui khôn xiết. Gần đây phủ ta xảy ra nhiều chuyện làm thánh thượng không vui, nhưng nay vừa có tin vui lớn, thánh thượng có ý khoan dung tha tội, chỉ ý rồi sẽ rõ. Vì thế nương nương mới cho tôi ra báo trước để cụ và mọi người trong phủ khỏi phải lo buồn khổ sợ." Lúc này Giả Liễn mới hiểu trời vừa ban tin lành, vui sướng đến phát điên phát dại. Giả Liễn thốt lời: "Nương nương cực kỳ chu đáo, còn sai người hầu nhanh chóng bẩm báo tới cụ, tới ông lớn và các mẹ." Nói rồi Tiền Khả Thông đứng dậy cáo từ. Giả Liễn đưa tiễn, thấy Tiền Khả Thông quay lại nói nhỏ vào tai: "Lần này nương nương được thánh thượng để ý tới, được mang thai rồng đều do công lão Chu tổng quản kính sự phòng lo liệu. Mấy hôm trước lão Chu ngang qua xưởng lưu ly, thích mua hai vật quý, tiếc là thiếu mất 1.200-300 lạng. Lát nữa cậu cho người tin cậy mang hai báu vật đó tới, cứ bảo là ta nói và nhờ tiểu thái giám ở đó ghi cho mấy chữ làm bằng, cuối năm sẽ hoàn lại tiền cho cậu." Giả Liễn chửi thầm trong bụng, bên ngoài vẫn phải tươi cười gật đầu vâng dạ. Lúc sau quả nhiên có thái giám đến truyền chỉ, tất cả những ai có tước vị trong phủ Giả đều phải vào cung tấn kiến. Giả Mẫu và những người khác hay tin đều cảm thấy mọi buồn phiền kinh hãi trong ngày đã biến mất, ai đấy vui vẻ cười đùa như trước. Nguyên do là vị vua ngày nay vốn trọng tài đức, lòng đầy nhân ái, luôn coi trọng Giả Chính.
án khoa cử cũng vừa xét xong. Đúng là Giả Chính không nhận hối lộ, lại vừa lúc được duyên trời, Nguyên Phi mang thai rồng, sẵn lòng nhân từ, Thánh Thượng khai ân, triệu kiến Giả Chính. Sau khi có mấy lời răn bảo, Thánh Thượng xuống chỉ, nói: Xét Ninh Quốc Phủ thấy Giả Chân có hành vi bất chính, tổn hại quốc thể, vốn định cách chức tra xét. Viên ngoại lang Giả Chính thời gian làm việc ở ngoài tuy không nhận hối lộ, nhưng lại thất trách không rõ đồng liêu phạm pháp, là phụ ân của trẫm, đáng phải tra xét. Trẫm nghĩ tới công lao tổ tông hai người đã biết hối lỗi, tình cảnh đáng thương, nay nhân đất nước có tin vui, nên trẫm đặc cách khai ân miễn truy xét. Nay Giả Chính, Giả Chân đều phải trừ lương một năm, Giả Chân còn phải phạt 5.000 lạng bạc để làm răn. Từ nay phải làm điều nhân đức để báo đền, lấy công chuộc tội. Nếu còn vi chỉ, tất sẽ bị trừng trị nặng hơn. Khâm thử. Giả Chính lĩnh chỉ, tung hô phạt tuế, vái lạy tạ ân. Tội thần Giả Chính đã cảm kích đến rơi lệ, xin đem hết tài đức sức lực để báo đền. Thần nguyện làm thân châu ngựa suốt đời, hòng đền đáp được phần nào công ơn trời bể đó. Lúc này Giả Mẫu cùng những người có tước vị khác ăn mặc theo phẩm cấp vào cung chúc mừng Nguyên Phi và tạ ân bảo toàn của Thánh Thượng. Cha con Giả Chân sau mấy hôm cực khổ đã được về phủ ngay đêm hôm đó. Sáng hôm sau, Giả Chân đưa Giả Dung, Giả Cần cùng những người khác đến phủ vinh chịu tội. Giả Chân quỳ trước Giả Mẫu, sụt sùi khóc lóc, nhận là mình không đúng. Giả Dung chỉ biết đập đầu chan chát. Giả Mẫu không thấy thì còn đỡ, nay thấy Giả Chân mắt như nảy lửa, nghiến răng nói: Đồ hạ lưu ngu ngốc, mỡ lợn đã lấp mất bụng mày, không còn biết phải trái là gì nữa. Mày đã làm những chuyện bại gia hại tổ, có đánh chết mày cũng đáng. Chỉ hận là con sâu làm dầu nồi canh. May nhờ có hồng phúc của nương nương, ân đức trời biển của Thánh Thượng, đức lớn của tổ tiên, còn không thì con cháu công thần như mày, dù có phải chặt đi 5-7 cái đầu cũng chưa đủ để chuộc tội. Cơ nghiệp của tổ tông vất vả bao năm mới có được, suýt nữa phải hủy hoại trong tay mày. Giả Chân hổ thẹn muôn phần, chỉ biết dập đầu bái lạy, mong lão tổ tông bớt giận. Giả Mẫu tỏ ra bực dọc, lại kể lể một thôi nữa: Nay mày là tộc trưởng, phải làm gương cho con cháu, anh em trong họ, trái lại mày đã cầm đầu gây tội. Trong phủ mày luôn hỗn loạn đến thảm hại, đừng tưởng là ta không biết. Suốt ngày mày nói con cháu khó bảo, nhưng nghĩ lại xem, mày là kẻ ngôn hành bất chính, sao lại oán người khác không phục? Người xưa nói, đừng sợ người khác bất kính, chỉ sợ bản thân bất chính. Mày hành động nghiêm chỉnh thì tất sẽ có uy thế. Giả Chân cứ phủ phục khóc lóc. Giả Mẫu thấy hắn đã chịu tội suốt đêm ở nha phủ, trông tiểu tụy thảm hại, tuy trong lòng rất hận nhưng cũng có phần thương, nên thở dài nói: Thôi thôi, mày cũng dậy đi, từ nay phải cố gắng hơn. Tuy lúc này chúng ta được nương nương ngó tới, nhưng bất kỳ việc gì đều phải thận trọng mới đúng. Xưa có câu, họa không đến với người thận trọng. Cơ nghiệp tổ tông để lại, mong được lưu truyền mãi mãi. Nên nhớ, hưng gia thì khó như mò kim dưới đáy bể, bại gia rất dễ như sóng dữ xô vào cát. Đời ta phú quý đã trải, sóng gió đã từng. Nay già rồi, ta không cầu ngọc ngà châu báu gì nữa, chỉ mong con cháu đứa đứa hiền thục, đời đời hiền đức mới là kế hưng thịnh lâu dài. Nói xong, nước mắt cứ trào ra. Giả Chân, Giả Dung và những người khác lắng nghe lời dạy của Giả Mẫu, cảm thấy hổ thẹn muôn phần, tiếc là không có lỗ hổng nào mà chui xuống. Ai đấy lại dập đầu vái lại, rồi mới lui. Từ đó Giả Chân xấu hổ mà sinh bệnh, tạm ngừng lại, không nói tới nữa. Giả Mẫu đã lớn tuổi, đã phiền lòng mấy hôm liền, bỗng lại có việc đại bi đại hỷ đến dồn dập, nên sức khỏe gần như suy sụp. Giả Xá, Giả Chính sai người đi khắp nơi tìm thầy điều trị, ít nhiều có biến chuyển. Tạm gác chuyện Giả Mẫu uống thuốc lâu dài, nói tới chuyện phủ Giả,
Từ đó, ngày nào cũng bận rộn, ngày nào cũng tiếp đón thân bằng cố hữu, nào là vào cung hầu chỉ, tận tới giữa tháng mới được yên. Gần đây Giả Trinh nhận chỉ về bộ nhận chức. Giả Trinh hiểu rõ quyền lực triều đình ngày nay luôn nằm trong tay số người trong phủ Trung Thuận Vương. Vì vậy, làm việc phải tỉ mỉ thận trọng, không để xảy ra bất cứ một sai sót nào. Giả Trinh vẫn muốn qua Giả Vũ Thôn kết giao với họ, nhưng chưa có tin tức gì. Nói tới Giả Liễn, phải khó khăn lắm, tận quá trưa mới về đến nhà. Phượng Thư mừng rỡ khi nhìn thấy chồng, hai người trò chuyện một lúc. Nhân đó mới nói tới chuyện tiễn khách điếu xén trong mấy hôm nay. Giả Liễn mở miệng mắng Tiền Khả Thông. Đồ chết dẫm, ghê gớm thật, vừa chi xong một ngân phiếu 1100 lạng và mấy thứ nương nương vừa ban cho phủ ta. Thằng chó chết đó lại mặt dày mày dạn đến đòi tiền thưởng. Phượng Thư hỏi, có cho không? Giả Liễn nói, không cho mà được à? Cứ 2-3 hôm hắn lại đòi một lần, nếu chậm trễ một chút hắn lại tỏ vẻ khó chịu. Phượng Thư chau mày nói, cứ như vậy thì không hay đâu, việc vui của nương nương hóa ra lại tốn kém. Giả Liễn cười nói, đừng lo, ngày nay nương nương đang được thánh thượng nhìn tới, sau này phủ ta nhất định phải dựa vào nương nương, mợ cứ chờ xem. Về sau có trọng thưởng, sẽ không thiếu phần của chúng ta, tới đó còn phải lo gì nữa. Phượng Thư cười nhạt nói, rõ khéo chưa, trước mắt nào đã thấy gì, nếu cậu kiên nhẫn được thì hãy cho tôi 1000 lạng trước để chi dung. Giả Liễn cười nói, giỏi lắm, lúc này có khó khăn mới tìm đến ta, chẳng nhẽ muốn ta phải đến quét cái kẽ đất nhà họ Vương hay sao? Phượng Thư không nhịn được cười, đang muốn nói nữa, đã thấy Bình Nhi chạy vào báo. Mợ hai, bà gọi mợ. Nghe xong Phượng Thư thay áo rồi đi luôn, chưa biết có chuyện gì. Xem hồi sau sẽ rõ. VTC Now.